Xin chào tất cả mọi người, sao anh em ná thủ. Hôm nay mình tiếp tục đi săn đêm bằng ná cao su nhé. Thì trời hôm nay ở chỗ mình là có mưa nhỏ và trời nhiệt độ khoảng 18, 20, 22 độ. Nói chung là cũng không lạnh lắm nhưng mà gió mùa về. Nếu mọi người xem nhớ ủng hộ mình bằng một like, một đăng ký kênh. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay hoét nhát quá. Gặp mỗi em hoét đầu tiên mà gặp ba con là bắn được có con, mấy con kia nó nhát nó bay hết rồi. Tiếp tục nha anh em. Rơi xuống. Con cu cơm này mình bắn một phát là nó dính đạn là nó bay qua kia. Nó toé ngực rồi mà nó bay qua cái này, mình phải làm mấy phát nữa nó mới rơi. Con này trâu. Con này trâu không anh em? Lâu lắm mới gặp một em gà rừng mà không xuyên được, không lùm được, dính điêu nhưng mà nó bay mất rồi anh em ạ. Nó bay qua kia nữa, chắc là nó rớt ở đâu trong kia. Ban đêm rồi, ban đêm mà không dính đầu là nó ôm bi là mất à. Con này ban ngày là bắt được, tiếc ghê. Trời ơi, tôi không hiểu xảy ra một cách vô lý đến khó tin luôn. Tin được một đêm xảy hàng khó tin anh em ạ. Nói chung là chắc là đi săn thì nhiều yếu tố lắm, yếu tố may mắn rồi, nhưng mà nhiều yếu tố lắm. Mình hiểu vì sao đêm nay mình bắn sổng.
những cơ hội như vậy là không bao giờ xảy, nhưng mà không biết vì sao đêm nay là toàn xảy. Chẳng nghịch nha anh em, nãy giờ mình xảy nhiều con mà mình không biết vì sao mình xảy. Mình bắn gần lắm mà chưa bao giờ mình xảy như hôm nay. Từ lúc mà xảy con gà rừng giờ mình xảy liên tục mấy con gần xịt luôn này. Nói chung đi săn này nhiều yếu tố lắm anh em ơi. Nói chung yếu tố may mắn rất là quan trọng. Không phải cứ bắn giỏi là lùm được đâu. Hôm nay con cu mình bắn 2 phát, chưa bao giờ mình bắn như vậy. Con hát mình cũng bắn 2 phát mà không biết vì sao mà trượt. Tiếp tục nha anh em. Thôi tiếc đứt ruột rồi, đi về thôi anh em ơi. Trời ơi, hàng khủng anh em ơi. Diệt khủng. Lâu lắm mình mới gặp được con như này mà mình làm sảy mất, tiếc ghê. Trời ơi, con diệt mà nó to như con trâu này mà bắn không trúng nữa thì thôi sang chấn tâm lý luôn anh em ạ. Không hiểu vì sao đêm nay lại như vậy. Xui quá rồi. Về thôi anh em.